Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của đèn pha LED công suất khoảng 30W nha. Cái đèn này nó sử dụng cái chip LED COB. COB là cái chip LED gọi được viết tắt từ chip on board. Cái này có nghĩa là mấy con chip LED này nè, nó được đóng gói sẵn nguyên mà thành một khối luôn. Nó hơi khác biệt so với những chip LED dạng HD loại rời như thế này. Thì cái này có ưu điểm là hiệu suất ánh sáng vượt trội hơn so với những cái đèn LED mà nó dùng cái chip LED dạng HD như thế này, và độ suy giảm ánh sáng thấp hơn. Tuy nhiên nhược điểm lớn ở đây là cái chi phí mà mình mua cái chip LED này nó khá cao nha các bạn, so với mình mua những cái chip LED dán HD rồi khi mà cái đèn LED nào hư. Và tiếp theo đây mình sẽ tìm hiểu đi cấu tạo bên trong. Phía ngoài của nó nha các bạn là một cái lớp kính cường lực ha. Những cái đèn LED này được ứng dụng trong chiếu sáng nè, đèn LED pha nó chiếu sáng bảng hiệu nè, băng rôn nè, hoặc là mấy cái phần trang trí cây cảnh hay mấy cái quán cà phê gì đó, hoặc là chiếu sáng bên sân vườn. Thì đây là cái lớp ngoài cùng của nó là một cái lớp kính cường lực ha. Rồi mình sẽ tách cái phần lớp này ra. Đây là cái con chip LED COB của nó nha. Nó có hai phần nha. Phần này là nguồn LED driver. Và cái chip LED COB này, nói chung là cái này khá đơn giản hơn so với những loại chip LED này các bạn. Từ bên trong chip LED này á, nó sẽ có chứa rất nhiều là những cái chip LED nhỏ. Là các bạn nhìn thấy từng chấm của nó không? Ở đây là một chấm nè. Là một những chấm này, từng chấm này là một con chip LED của nó. Ở đây các bạn có thể đếm là 2 nè, 4 nè, 6. Một dãy là 6 con nha. 6 con này chip LED này nó mắc nối tiếp nhau. Là một nhánh của nó nha các bạn. Mà ở đây có nhiều nhánh mắc song song với nhau, là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổng số mình có là 10 nhánh. Mà một nhánh ở đây là 6 chip LED. Vậy tất cả trong chip LED này là sẽ có 60 con chip LED nhỏ. Nó sẽ đóng gói thành một cái chip LED lớn. Mà trên cái vỏ đèn, phía ngoài cái kính cường lực nó có ghi là 50-54. Mình không biết có phải là nó sẽ dùng cái chip LED 5054 chip LED dán HD nó tự tích hợp trong cái chip LED COB này hay không. Ngoài ra nó sẽ có cái tiêu chuẩn IP66 nha. Là cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn chống nước. Tất cả những cái đèn LED ngoài trời, LED pha đều là có cái tiêu chuẩn chống nước này. Các bạn nhìn thấy bên đây nè, nó sẽ tích hợp cái bộ nguồn LED driver, nó có khả năng chống nước hết, nó sẽ đúc nguyên khối luôn. Bên trong á nó sẽ phủ silicon bên trong á kính mít luôn. Nó không như cái nguồn LED driver rời. Như bên trong mấy cái đèn LED bình thường á thì nguồn LED driver của nó không cần phải có khả năng chống nước, nó không cần phủ cái gì hết á. Còn đây là nó tích hợp là nguyên khối luôn nha, nó cho sẽ chống nước bên trong. Nó đổ silicon, đổ nhựa vào trong nó. Nó sẽ không cho nước thấm vào trong cái nguồn LED driver này. Tại vì nó để ngoài trời mưa gió rồi môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cái nguồn LED driver. Rồi bên ngoài của mình á, nó có một cái lớp silicon. Nó sẽ gắn kính với cái kiến để cho nước nó không thấm vô. À, lớp silicon màu trắng nè. Còn phía trên đây là cái mụn miếng nhôm ha. Nó có chức năng là hội tụ và phản xạ ánh sáng. Nó gom ánh sáng lại. Nó phản xạ ánh sáng nè. Những cái miếng nhôm này nó như miếng trang bạc á.
nó làm cho ánh sáng sẽ gom lại một chỗ. Đồng thời á, những cái miếng này có tác nhân hội tụ ánh sáng luôn nha. Các bạn nhìn thấy á, khi mà đối với những đèn pha LED này nè, nó dùng cùng một chip LED siêu sáng luôn. Nhưng mà đối với những loại mà đèn mà chip LED cốt như thế này á, thì cái chất lượng ánh sáng với cái cường độ ánh sáng á, nó sẽ mạnh hơn những cái đèn LED như thế này. Nó dùng chip LED rồi. Nó dán hết đây đây. Rồi, mình gỡ miếng nhôm ra. Các bạn nhìn thấy bên trong nè. Đây là cái là đèn pha LED nha. Nhìn thấy khá đơn giản ha. Nhìn thấy trên mặt đó, nó đánh dấu hai chữ cộng trừ nè. Bên đây bên cộng, bên đây bên trừ ha. Và cái chân cấp nguồn vô cho cái chip LED cốt này. Thì khi mà trường hợp mà nó hư á, thì các bạn có thể thay được nha. Rồi phía dưới chip LED cốt này á, nó gắn một lớp kem tản nhiệt. Nó giống như kem CPU hoặc là kem trong mấy cái đèn LED bulb á. Thì nó có tác dụng tản nhiệt. Nó gắn đến trên một cái đế nhôm. Rồi cái đế nhôm của này á, nó sẽ dùng vít á, bắt chặt bốn ốc, gắn chặt vô cái một cái vỏ bằng gang. Cái vỏ này nè, nó được rã khác chế mấy cái rãnh này để nó làm mát á, không khí nó vô á, nó sẽ làm mát mà không khí nha. Nó làm cho chip LED nó khi mà nó hoạt động á, nó sẽ làm nguội chip LED. Tại vì chip LED của mình giống như chip LED dán NB thôi. Những chip LED này nè, nó dễ bị chết khi nhiệt độ cao nha. Rồi các bạn nhìn thấy bên đây nè, nó tổng số của mình đó là 60 chấm này, mỗi chấm là một con chip LED. Chấm này các bạn có thể tính được cái công suất của chip LED luôn. Công suất đèn nè các bạn, nó bằng là 60 nè, nhân với cái này là 0.5W, 30W. Bạn nhìn vào chip LED các bạn có thể tính được cái công suất của nó luôn nha. Như ở đây á, bên chip LED cốt này nó tích hợp 60 chip LED nhỏ. Mà mỗi cái đèn LED này như thế này á, thì đa phần á, nó sẽ dùng cái công suất là thấp nhất là khoảng 0.2W nha các bạn, hoặc là 0.5W là cái đại thông dụng nhất của từng con chip LED nhỏ này, chừng những chấm này nè. Thì đây mình tính được á, nó sử dụng cái chip LED là công suất 0.5W. Thì mình nhân ra là nó công suất của đèn LED này á, là nó khoảng 30W nha các bạn. Đúng theo cái vỏ lúc đầu á, nó sẽ ghi nha. Thiết kế, công thức thiết kế của nó luôn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu cái nguồn LED driver cung cấp cho cái chip LED cốt này nó bạc khoảng bao nhiêu nha. Ở đây ghi một số cái thông số của mình là KAC ngõ vào á, cái loại này giống AutoVolt á, từ 85 đến 265V, tần số là 50-60Hz ha. Còn cái ngõ ra của mình đó là 24-40V DC nha. Rồi tiêu chuẩn chống nước IP65. Đây mình sẽ tháo nguồn ra, mình sẽ đo cái điện áp không tải và cái dòng không tải của nó khoảng bao nhiêu. Rồi tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh, mình đo cái điện áp ra và cái cường độ dùng điện ngõ ra ở chế độ không tải. Đây, chip LED của nó nè. Tại mình sẽ dùng một cái đồng hồ ha, mình đo điện áp. Các bạn nhìn trên đây nè, cái giá trị là khoảng 24-40V thì mình chỉnh cái mức điện DC là khoảng 200V nha. Mình đo cái điện áp không tải này nó khoảng bao nhiêu ha. Tại vì chiếc LED cốt này á, cái điện áp nó không cao hơn so với mấy cái chip LED bình thường đâu.
Rồi mình cũng dùng một cái đầu nối nhanh khác, mình cấp cái nguồn vô cho nó, coi đo cái nguồn led driver ngõ vào á được áp khoảng bao nhiêu nha. Rồi các bạn nhìn nè, đây cái giá trị của mình đo được á là khoảng 36V nha các bạn, 36,2V. Đây là cái điện áp ngõ ra không tải. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện của nguồn led driver này không tải bằng bao nhiêu. Mình tắt nguồn nha. Các bạn lưu ý các bạn tắt nguồn trước nha, mình thôi nó hư đồng hồ. Các bạn chuyển cho đúng thang đo. Mình dùng cái thang đo là khoảng 10A. Rồi mình sẽ đo cường độ dòng điện của nó khoảng được bao nhiêu ampere. Đối với nguồn cấp cho cái chip led code khoảng 30W này. Rồi các bạn thấy không? Cái dòng điện nó chỉ rơi vào khoảng là 180mA thôi. Như vậy các bạn, cái công suất với nguồn điện, cường độ dòng điện ngõ ra của mình là nó không có khác nhiều so với cái nguồn led driver trong các bóng đèn khác ha. Cái dòng của nó sẽ không cao, nó giống như một cái đèn led bulb thông thường thôi. Thì hiện nay á, cái chip led code này nó bán rất nhiều trên ngoài trên mạng. Trường hợp các bạn hư hỏng á, các bạn có thể ra các bạn mua sửa chữa được. Đa phần nó hay hư là chip led code nó đứt một chip led thì nó sẽ làm mất nguồn nguyên dãy led này luôn. Còn đối với trường hợp mà hư bỏ nguồn led driver, các bạn có thể độ chế lại được nha. Tại vì nó cái điện áp ngõ ra nó không cao, nó khá thấp ha. Còn cái cường dòng điện á, nó cũng đáp ứng được. Hôm nay mình đo được là khoảng là 0,17A, có nghĩa là 170mA, hoàn toàn không có cao. Thì trong trường hợp mà cái đèn led code này nó hư á, các bạn kiểm tra coi nó hư bị mất nguồn hay là nó bị hư chip led, thì cái hư phần nào thì các bạn thay thế phần đó là ok ha. Cái đèn led này là ánh sáng vàng, nó còn loại ánh sáng trắng nữa nha. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có thể để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.